Hello, xin chào các bạn nha. Ủa, các bạn thấy gì đang bay không? Chim nó có cả ngàn con nữa bạn. Nhá lộ luôn. Có cu rồi, có chim sẻ nữa các bạn. Còn bên đây cho chảo nữa các bạn. Cuộc mọc lưới, ăn mệt luôn. Thôi, tội nghiệp cho nó ngủ. Bên đây cho chảo nữa các bạn coi kìa. Trời ơi trời, bay lại kìa. Ui dồi ôi, các bạn thấy ghê chưa? Cả ngàn con các bạn, cả hơn ngàn, không biết nhiều mà thấy rung cái cây hết luôn các bạn ơi. Để mình đi dưới đó mình quay cho các bạn xem ha. Chim này cũng lạ thiệt các bạn, cho nó lợi nữa kìa. Trời ơi, cái gì mà cho chảo với xe sẻ nó ngủ chung các bạn. Quá trời chim. Để mình ra ngoài lộ quay cho các bạn xem ha. Mình xuống dưới cây luôn, nó ỉa lên mình luôn. Trời ơi, má ơi, có chim. Trời ơi là trời, ở đâu lại gì trời. Trời ơi, trời ơi, cái chim, cái con chim này hình như là cái nỗi ám ảnh của châu Phi nữa các bạn. Mình dục hạt khóc xuống ấy là nó ăn hết luôn á. Cả ngàn con kiểu này mà nó xuống cánh đồng nào mà mới xạ thôi rồi, có tiếng khóc tiếng máng luôn các bạn ơi, có không ra tiếng luôn á. Con kiểu úi rồi nó bay các bạn. Trời ơi trời, trời ơi bạn thấy kinh chưa. Để mình làm cái nha. Ôi trời ơi, cái này mà mấy anh đi bắt phóng sinh đi các bạn. Bạn khép phân nó dưới luôn. Đó, trắng luôn. Coi kìa. Trời ơi, đây là nỗi ám ảnh của châu Phi nữa các bạn. Sát, chỗ máy mình chạy luôn nè, đậu máy nè. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy luôn các bạn. Có những lần mình thấy cũng khoảng trăm con thôi, nhưng mà cả ngàn đó các bạn. Qua kìa, qua kìa, qua kìa. Trời ơi, này mà lấy gì, lấy chài chứ không, lên nóc nhà quăng một cái một là chắc nhỏ mệt luôn. Nói bậy gì thôi chứ mình không làm vậy đâu nha các bạn nha. Thôi anh kia cười mình, bạn nghe. Ủa, bạn nghe tiếng không? Nó đậu gì được. Cái này sẽ xẻ này, sẽ xẻ ngoài đồng các bạn nha, chứ không phải là sẽ xẻ trong nhà nha. Xẻ khác. Ủa, nó bay kìa. Thôi, clip mình quay nó cũng chỉ thế thôi nhé các bạn. Mình sẽ tạm dừng tại đây, nó đang bay lại các bạn. Chưa? Nó đang bay lại đó các bạn. Đây là quá đầy luôn rồi đó. Này là nỗi ám ảnh của châu Phi, mình sẽ để cái tiêu đề cho các bạn coi kìa. Biết nhiều mà nói đâu ơi. Loài chim nỗi ám ảnh của châu Phi. Rồi mình lên máy chạy về nha các bạn. Ôi rồi, ôi ôi. Quá trời. Chim.